Giải bến Tre Marathon 2022 đã chính thức khai mạc vào tối ngày 25 tháng 6 năm 2022 tại công viên Bến Tre, thành phố Bến Tre. Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Thị Hoàng Yến, đại diện lãnh đạo các tỉnh Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Tiền Giang cùng các đơn vị tài trợ và đông đảo các vận động viên tham dự. Giải Bến Tre Marathon năm 2022 là sự kiện thể thao đặc biệt do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre chỉ đạo tổ chức nhằm chào mừng ngày truyền thống văn hóa tỉnh Bến Tre 1 tháng 7 và kỷ niệm 200 năm ngày sinh doanh nhân, nhân Nguyễn Đình Chiểu 1 tháng 7 năm 1822, 1 tháng 7 năm 2022. Sự kiện diễn ra góp phần quảng bá, giới thiệu văn hóa, hình ảnh đất và người Bến Tre phát triển du lịch địa phương. Thông qua giải đấu, làm lan tỏa ý nghĩa, cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể, theo gương bác hồ vĩ đại, đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục, thể thao nói chung, phát triển môn chạy marathon trong tỉnh nói riêng. Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam đề nghị các đơn vị phối hợp tổ chức giải bến tre marathon 2022 đảm bảo an toàn về mọi mặt, các vận động viên thi đấu hết mình để cống hiến cho giải và đạt được kết quả tốt nhất. Giải Bến Tre Marathon 2022 thu hút 4.175 vận động viên tham dự. Giải gồm 4 cửa ly thi đấu, 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Trong đó, giải dành cho vận động viên nam, nữ, cự ly 42 km, hoàn thành 8 giờ, 21 km, hoàn thành 4 giờ. Giải dành cho vận động viên phong trào, cự ly 5 km, hoàn thành 1 giờ 15 phút và 10 km, hoàn thành 2 giờ 30 phút. Cự ly 42 km, xuất phát vào 4 giờ sáng ngày 26 tháng 6 năm 2022 tại khu di tích mộ và khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu. Các cự ly còn lại lần lượt xuất phát lúc 5 giờ 21 km, 6 giờ 10 km và 7 giờ 5 km tại công viên Bến Tre. Đến 9 giờ 30 phút các vận động viên đã hoàn thành đường chạy các cự ly. Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Bế Mười đánh giá giải Bến Tre Marathon 2022 đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn đậm nét về tinh thần thể thao, đoàn kết, quyết tâm của các vận động viên. Tổng kết giải Bến Tre Marathon 2022, ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho mỗi cự ly và hai nhóm nam nữ, giải vận động viên trẻ tuổi nhất và lớn tuổi nhất tham gia cự ly 5 km và 10 km. Ba giải Scott Lay, nhất, nhì, ba giải nhất cự ly marathon chuyên nghiệp 42 km, giá trị 15 triệu đồng.